Đây là Ngọc, một cô gái xinh xắn chỉ vừa tròn 13 tuổi. Cái tuổi mà mọi người cho rằng đây là một cái tuổi ăn, tuổi học. Thì người ta lại bắt gặp hình ảnh của em len lỏi theo những cái dòng người mời những tờ vé số. Và cái số tiền mà em bán được á sẽ đưa cho bà nội của mình làm cái chi phí sinh hoạt hàng ngày. Hỏi ra mới biết á, thì cuộc đời của em á là cả một bi kịch. Mẹ thì phải bỏ đi từ nhỏ, ba thì sống trong cảnh nghiện ngập, hai bà cháu phải sống dựa vào nhau trong một cái căn phòng trọ ọp ẹp. Và để hiểu thêm về cuộc đời của em á, thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng Bùi Hồ nghe em tâm sự về cuộc đời của mình và người bà của mình nha. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Và phía sau lưng đây á, là một cái cô bé, bé tên là bé Ngọc, năm nay thì bé 13 tuổi. Ngày hôm qua thì Bùi Hồ cùng với các anh em đi dạo một vòng ngay tại chợ đêm của thành phố Long Xuyên. Thì có bắt gặp hình ảnh một cái cô gái rất là xinh đẹp, hàng ngày phải lang thang cùng với lại bà nội của mình, phải bán vé số xuyên đêm à. Và sáng hôm nay thì Bùi Hồ có hẹn bé lại đây để mà chia sẻ về cái cuộc đời của bé, vì sao bé lại mưu sinh như vậy. Gương mặt rất là đẹp phải không cô bác quý anh chị? Chú chào Ngọc ha. Chú chào Ngọc. Chúc cho cô bác quý anh chị biết là con năm nay bao nhiêu tuổi, vì sao con lại bán vé số và gia đình như thế nào hay Ngọc ha? Dạ năm nay con 13 tuổi. Nhà con có ba bà cháu, mẹ bố hồi nhỏ. Con đi bán số tiếp bà nội kiếm tiền mua cơm với lại mua gạo đóng tiền nhà. Con thì bán được mỗi ngày bán được bao nhiêu tờ? Con bán được 100 mấy tờ, có bữa không hết cái số. Ba mẹ con đâu? Mẹ bỏ hồi nhỏ, ba ở bên Nguyễn Du. Nguyễn Du là đâu anh Nguyễn? Ở gần đây. Hiện tại giờ ba con có ở với con không? Không, ở với vợ mới. Ở vợ mới hả? Mẹ bỏ con lúc con mấy tuổi? Mới đẻ. Mới nè, con có mấy anh chị em? Có mình anh con à. Có mình anh con thôi. Hôm qua thì chú với lại chú Nguyễn An Giang á, gặp con bán vé số, cũng lúc đó cũng hơn 10 giờ rồi. Dạ. Thì con bán từ mấy giờ đến mấy giờ hay Ngọc? 10 giờ con bán, hồi tới 3 giờ khuya con mới đi về. Trời ơi. 3 giờ khuya? Ủa bán nhiêu tờ, nãy con nói nhiêu tờ quên rồi? 100 mấy. Rồi sao mà bán tới 3 giờ dữ vậy? Bán không hết. Không hết, sáng nay con còn nhiêu tờ? Con còn 6 mấy tờ. Con bán với số á, tiền á, về cũng đưa cho ai? Đưa cho bà nội. Đưa cho bà nội hết luôn. Con sống với bà nội. Dạ. Ở nhà con chỉ có con với bà nội thôi. Có em con nữa. Em là con, sao? Em là sao? Em là con của dì của con. Con của dì? Cô Lanh á. Con cậu rồi. Con cậu hả? Con cậu chứ không phải con. Con nói là con bán vé số được bao nhiêu năm rồi? Bán lúc 10 tuổi, giờ con 13 tuổi, bán được 3 năm. 3 năm. Tại sao mà con nghỉ học con đi bán số, mà con có thể chia sẻ cho chú Hồ biết được không? Không có tiền đi học, nghỉ. Học lớp 2 nghỉ. Lúc đó con có mong ước như thế nào để học lại như thế nào sao không? Nói chú nghe. Có, con muốn đi học lại. Con thấy người ta đi học, con muốn đi học chung. Mà con năm nay 13 tuổi, con học lớp 2, con nghỉ. Thì con bây giờ lố cái tuổi đi học thì con đâu được đi học lại đâu. Nếu con đi học lại con học mẫu giáo mà. Con đâu có, con phải học tới lớp 2 chứ. Nhưng mà có điều thắc mắc nè, tại sao con bán từ chiều cho đến khoảng 10 giờ con không về đi mà phải bậy sao bán tới khuya như vậy? Còn với số nhiều, bà nội con lãnh 400 tờ. Bán cho bớt rồi sáng bán ít, hôm qua còn nhiều quá không kịp. Con với bà nội con là 400 tờ. Vậy thì đủ sống không con? Cuộc sống của nhà con với bà nội đủ sống không? Không, 400 tờ không đủ. Ủa sao không đủ? Được 400 ngàn rồi mà. Mua đồ ăn hết trơn rồi. Mua đồ ăn với mua mấy cái đồ ở nhà. Đóng tiền trọ nữa hả? Có. Ở trọ hả? Ở nhà trọ. Vậy là mỗi tháng là mà thợ trọ là bao nhiêu tiền anh con? 1 triệu mấy, nước tiền điện riêng.
con đi bán bia như thế này nè, những đứa trẻ đồng trang lứa với con được bảo vệ ăn ngon ngủ ngon, được cho mẹ yêu thương dắt đi chơi, con thì len lỏi bán theo giờ khuya giờ đêm. Con có tuổi có phận như thế nào không? Khó. Buồn. Buồn hả? Nhiều khi con thấy những anh chị đó, bạn bè đó ra ngoài đó, con thấy gia đình chở đi chơi đó, bạn đồ đẹp nè, được ăn món ngon nè, con thấy con như thế nào? Con muốn như người ta mà không được. Muốn như người ta mà không được hả? Vì sao mẹ con lại bỏ con? Tại lúc nuôi không nổi mẹ mới bỏ lại cho bà nội nuôi. Mẹ con bỏ con lúc chút xíu, mẹ con bà nội có kể nói gì về mẹ của con cho con nghe không? Không. Không hả? Ba của con sao không lao động phụ con với bà nội mà lại bỏ con với bà nội đi vậy? Đi theo bà kia rồi có tiền đưa cho bà kia đánh bãi chừng. Có khi nào ba quay về lại lấy tiền của con với bà nội không? Có, tối ba con mới lại lấy tiền của bà nội con nữa. Mới lại lấy tiền luôn? Lấy nhiêu? Tối lấy 50. Lấy 50. Lại để làm gì? Ông nói mua đồ ăn ăn nhưng mà ông về bến không cho tiền, bà đánh bài. Ồ, ba con không có lao động được sao mà lại lấy tiền của bà nội? Không. Sao không lao động được? Có đi nhưng mà không có chịu đi. Người ta, ba nói là người ta không có chịu mướn ba. Sao vậy? Con có biết đâu. Ba con năm nay bao nhiêu tuổi rồi Ngọc? 35 tuổi. 35 tuổi à, bằng tuổi của chú đó mà sao không chịu mướn ba? Con không biết. Ba con có nghiện ngập hút chích gì không? Có. Có hả? Trời ơi. Hút chích. Hút chích luôn. Lâu chưa? Mới ra tù giờ trên lại. Mới ra tù? Ra tù gì? Tội gì? Chích. Chích hả? Ở tù nhiêu năm? 2 năm. 2 năm. Con thấy ba của con thì đi tù, mẹ của con thì phải bỏ theo người khác. Con len lỏi như vậy không được học hành, lại có mình nên à. Thì con có buồn dữ không? Buồn. Cái việc mà bán vé số trong đêm khuya á, thì đối với những người đã trưởng thành, đối với con chỉ mới 13 tuổi thôi. Và đặc biệt chú với chú Nguyễn thấy con rất là xinh gái luôn. Mà con sợ, có khi nào con sợ bị bắt cóc bán sang Campuchia không? Sao không sợ? Chưa có bị, chưa có sợ. Lúc trước giờ con đã từng bị lần nào chưa? Có bị cái ông kia một lần. Sao con kể cho chú nghe mấy? Ông ngồi trong bóng tối, ông kêu vô. Ừ. Con không vô, ông gượt con. Ông gượt con? Lúc đó mấy giờ? 12 giờ mấy. 12 giờ mấy khuya? Dạ. Ông gượt, ông nói sao? Ông nói là mày đứng lại coi. Ông nói gì đó, xong cái ông chửi đủ má con. Thì con có đứng lại không? Không. Đứng lại không bắt đâu. Con có từng nghe nói là những người, những cái người bạn nhỏ 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 tuổi như thế này thường bị bắt đi bán sang Campuchia không? Có. Con sợ không? Không. Ủa sao không sợ? Mà đặc biệt là sinh gái như con là rất là nguy hiểm luôn á. Bà nội có lo cho con không? Có. Bà nội không gặp con là bà nội đi kiếm con. Đi kiếm con. Có bao giờ con nghĩ rằng là con sẽ không đi bán vé số nữa để tìm một cái công việc gì đó nó đỡ hơn tí xíu, hoặc là đi cặp với bà nội để không nguy hiểm quá? Có. Điều ước lớn nhất của con là gì hay Ngọc ha? Con chỉ con lớn con muốn bán cơm mà. Bán cơm hả? Sao vậy? Bán sao? Cơm dễ hơn làm mấy cái khác. Sao không có kiếm cái nghề gì nữa khác mà nghề bán cơm? Mà chú Nguyễn thấy nữa, con chú Hồ với chú Nguyễn thấy con lớn lên đi làm người mẫu hay hơn chứ. Hả? Không. Đúng không anh Nguyễn? Không biết thì lên hình như thế nào nhưng mà bé Ngọc rất là xinh gái luôn. Cho chú họ gọi kỹ tí nữa nha. Sau khi con bán cái số về có tiền đó, cha con có thường xin tiền con như thế nào sao không? Có, cha con nói là cho ba mượn tiền đi, bữa nào ba có tiền ba trả mà con không có cho. Con nói là tiền với số của bà nội. Có thường xuyên không? Không, lâu lâu mới có. Có ở chung với con hay là ở bên vợ? Ở bên vợ. Rồi vợ của ông bán tiếp bà nội con 500 mấy, lấy hết 10 triệu mấy nữa. Là sao? Là lấy dồn lại 10 triệu mấy.
À, thiếu bà nội con. Bà nội vợ ghẻ ha. Ờ, vợ sau của ba ha. Con kêu bằng gì hay là sao? Kêu bằng gì, bác kêu bằng mẹ, mà con có kêu bằng mẹ. À, cũng gần Tết rồi, con đi bán với số này nè, thấy mọi người giống như chú Nguyễn nói đấy, tuổi dữ ha. Buổi sáng nay thì con còn được bao nhiêu tờ vé số? 60 mấy vé. 60 mấy vé. Bán không hết thì sao, có ngày nào ôm không? Không. Không hả? Lỡ chiều cận giờ thì sao? Thì bán. Thì bán. Đâu có ôm đâu. Không có ôm đâu. Ủa, có đeo bông kìa, đeo vàng hay là thiệt hay vàng giả đó? Bà nói để dành tiền mua cho. Nhiêu tiền? Con nội mua, con đâu có biết đâu, nội mua, nội đeo. À, nội mua, nội đeo cho. Cái công của con là bán cái số đó ha. Là nội tặng cho con đó ha. Với lại nội có mua cho con chiếc nhẫn 2 triệu mấy nữa mà mẹ là dì Lanh mẹ mượn rồi giờ mất tiêu rồi. Mẹ nói nữa về mẹ trả cho. Mượn rồi mất tiêu luôn rồi. Ví dụ như có ai đó là nói là nuôi con, nhận con làm con nuôi, hoặc là đem con đi ra nước ngoài luôn để sau này có tiền gửi về cho bà nội, con có chịu không? Không. Ôi sao vậy? Có tiền nước ngoài gửi về cho bà nội khỏi đi bán số nữa. Cho chú với chú Nguyễn biết tại sao không đi. Không có đi, bà nội già rồi. Ồ, cái gì? Bà nội già rồi, ở nhà với bà nội. À, con làm được, ở nhà con làm được cái công việc gì phụ giúp bà nội? Bán số với lại ở nhà, rồi làm tiếp bà nội mấy cái kia, rửa chén đồ thôi chứ đâu có làm gì nữa đâu. Vậy hả? Con nắng không? Không. Ờ, quen rồi. Bây giờ người ta rước con với bà nội con đi luôn, con chịu không? Không. Ôi sao vậy? Ê, bây giờ con nói bà nội già thì bây giờ người ta rước con với bà nội con đi luôn. Con được ăn ngon nè, được mặc đẹp nè, rồi lại có tiền chăm sóc cho bà nội nữa. Mà sao không chịu đi? Không, ở đây à. Tại con có con mấy số con có lên con bán tiếp cơm cho dì Loan nữa. Dì Loan quán cơm á. À, con vô bọc với lại bưng gì bưng cơm. À, sáng nay bà nội bán ở đâu? Bà nội ở nhà, bà nội đang bán ve chai, lựa ve chai bán. Bà nội đang lựa ve chai bán. Thì sáng nay con đi ăn bán gì, ăn uống gì chưa? Chưa ăn luôn? Không. Sao bán vậy? bán hết chỗ này xong rồi đi về xong 4 giờ chiều ra mới ăn. Rồi ăn cơm ở đâu, ăn cơm nhà hả? Ngày mình con bán là lời được nhiêu tiền, bà nội lời được nhiêu tiền đó chú? Con bán có 100 mấy à. 100 mấy hả? Có bao giờ bị giật vé số không? Có khi con ngồi con để quên á, bữa trên cái chậu cây lớn đó, con để quên 40 tờ. Bà kia bà ngồi kéo bên con đứng lên mất tiêu 40 tờ. Rồi sao, có khóc không? Khóc. Không sao. Khóc. Khóc lớn lắm, xong con mới về nói với bà nội chửi xíu là xong rồi. Không sao, vừa khóc vừa miếu áo cô chú trả lại cho con hay sao? Không, con vừa khóc vừa đi về. Vừa đi về vừa khóc. Người ta hỏi sao khóc, con mới là mất số. Người ta thấy gì ta cho mấy nghìn, mười mấy nghìn gì đó. À, 10 nghìn 20. Rồi cuối cùng gom lại đủ 40 tờ đó không? Không, có 100 mấy à. Rồi con có bữa con mắc 32 tờ. Con đi về già xuống tiệm vàng con khóc quá trời luôn. Ông kêu ông hỏi thiệt không, nếu thiệt thì chú cho con là thiệt, ông cho 320 luôn. Vậy là cũng mất nhiều trận lắm rồi. Nhiều. Bữa con đi vô nhà xin con rửa mặt con để quên 55 tờ ở chổng nữa. Ôi trời ơi. Vậy là bé Ngọc mau quên rồi. Rồi hôm qua con mất 13 tờ nữa, số 43. Mất là sao, là một là bỏ quên, hai là bị ta giật tím lộn. Người ta rút. À. Lóc 43. À. Mỗi khi con mắc như thường xuyên như vậy đó, con về được bà nội á, la gầy chứ không có đánh nha. Không, bà nội đánh rồi, hồi nhỏ bà nội có đánh, bây giờ bà nội đánh. Lúc trước con ở hồi nhỏ đó, con còn nhớ không, cha với mẹ con gì đó, cha con có thường đánh con không? Không, từ nhỏ lớn ba không có đánh cái nào nữa. À. Chỉ mắc quỳ mà quỳ có 1 lần à. Tại hôm bữa làm đổ nước, ba mắc quỳ mà nắng con. Con thấy cha con gì đó, con có sợ không? Sợ. Bữa cha con đóng cửa lại, cha con kêu con ngồi đi, ổng ngồi ổng chết luôn.
Ồ ghê vậy. Mỗi khi con gặp cha con á, cái hiện tượng giống như là đang tiêm, đang chích gì đó. Ví dụ đi, con là đứa trẻ, con gặp con như thế nào, con có thể chia sẻ chú biết được không? Sợ. Sợ như rút thế nào? Máu ra sợ. Rút máu ra luôn hả? Vậy là ba chích mà con thấy luôn. Thấy. À. Con nó đi bán, ba nó ngồi nó đi để ba làm xong rồi hả đi. Con ngồi con thấy. À, cái tuổi của con đi bán như vậy đó, cũng bán đêm khuya thì cũng có nhiều cám dỗ á. À, chú đã từng thấy một cái bạn là tuổi giống như con á, ngay tại thành phố Long Xuyên này luôn nè, hút keo con chó. Mày có bạn nào rủ con hút không? Có. Ờ. Có rủ mà con không có hút. Mẹ không có cho. Mẹ nói sao? Mẹ là mẹ của em, con là dì con đó nha. Mẹ nói là không có chơi với tụi nó, không có cho đi chung với thằng trai nào hết. Ừ. Chỉ có đi chung với người quen mới cho đi, còn mấy người khác không có cho đi. À. Thằng ăn trộm, mấy thằng ăn trộm cũng không cho đi chung luôn. À. Vậy là mẹ dì của con á, là không cho đi chung với mấy người đó. Không. Bán ngày đói đi ngoài đường quá khát nước đói bụng không có ăn uống thì sao? Có. Ăn có ăn thì có khi ăn 7.000, một giấy tó một ngày vậy con ăn có 10.000 à. Con ăn gì? Ăn đúng có 10.000 à, mua nước uống rồi xong rồi đó. Rồi giấy sáng thì bà nói cho 20 mua cơm ăn mà bữa nay con không có lấy tiền. À. Sao ăn có 10.000 mua nước uống rồi có đủ no không? No. Lo bộ gì có đói bụng không? Có. Có khi bán cơm tí gì đâu người ta cho cơm ăn nữa. Còn nhỏ em con nó bán ngày 100 mấy tờ, 200 mấy tờ, nó ăn 100 mấy 200 nghìn. Ồ ghê vậy. Vậy là con nó tiết kiệm. Nó muốn gì cũng được hết trơn á. Vậy là con tiết kiệm dữ luôn rồi. Tên đầy đủ của con là gì Ngọc? Tên đầy đủ là sao? Là họ và tên á. Nguyễn Bảo Ngọc. Ồ, em con là Nguyễn Quỳnh Như. À, ai đặt cái tên đó cho con? Có biết đâu. Bà nội không kể hả? Có khi nào bà nội đặt không? Không, không có kể. Bé Bảo Ngọc dễ thương ghê á, đẹp gái nữa nè. Sao mỗi lần khi nhắc tới cha mẹ của Ngọc á, Nó hay buồn sao bà? Buồn hả Ngọc? Chia sẻ những cái gì mong ước này, gì đó. Nói cho chú với lại cô chú anh chị nghe đây. Con chỉ thấy người ta có ba mẹ đầy đủ thôi, người ta chở con ta đi chơi thôi. Con là như thế nào? Con sao? Có ba cũng như không. Trời ơi. Lo cho bà kia không mà. Có ba cũng như không à. Mẹ cũng như có mẹ cũng như không có đúng không? Mẹ có chồng mới rồi. Chồng bả giàu lắm trên Sài Gòn á. Bữa nào chú chở con đi Sài Gòn gặp mẹ. Có khi nào mẹ không có cho tiền con gửi tiền về cho bà nội cho con không? Mua quần áo Tết không? Có, bà nói là bà cũng có hứa là bà cho nhưng mà bà hứa thôi có hứa nhưng mà không có cho. Gửi về có cho được lần nào không? Không, mẹ thì không có cho nhưng mà bà ngoại trên châu đốc thì ba có trở lên một lần, bà ngoại cho 300 ngàn rồi. Nhưng già lóc nước ngọt. Lâu chưa? Lâu rồi. Năm nay có không? Năm đó. Nay ba nói ba chở lên ba không có nghe. Ba nói là sao? Ba nói là ngồi đó đi, đợi ba làm xong rồi hả đi bán. Ba chỉ nói gì thôi. Sao con không hỏi câu với ba con á, nói ba có thương con không? Có hỏi không? Có, rồi ba nói mày là tao lụm trong hùng gác chứ đâu phải tao đẻ ra mày đâu. Ôi trời. Đẹp gì mà lụm trong hùng gác. Mà ai nhìn vô cũng nói là bàn tay bàn chân con giống ba con hết trơn. Dài. Dài là sung sướng á. Dài. Dài khổ như chết. Nó dài khổ vậy. Chú thấy là chú nhân chứng nè, dài đẹp ghê nè. Sung sướng nè. À, bây giờ có muốn nói lời nào gửi với các chú, cô chú không? Không biết. Còn giấy số nhiều quá, các chú hỏi con nhiều hoài, không có mua hay gì. À, bây giờ như thế này à, còn nhiêu tờ điểm rồi, điểm cho số cho chú mấy chú coi rồi à. Chuyên nghiệp nha.
sống giống làm nhân viên ngân hàng quá. Sáu xe vé là nhiêu tiền? 660 ngàn. Bớt đi, mua lần một ta cũng còn khuyến mãi thì bớt. Sáu 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 tờ lời có lời có được có 66 ngàn, bớt tờ lời đâu giống đâu lời. Bớt 60 ngàn lời 6 ngàn thôi, mình bán nhanh khỏi tốn mồ hôi, khỏi tiền cơm, khỏi tốn tiền cơm. Là sao, chịu không? Không. Là sao không chịu? 66 vé. Bây giờ mua trả tiền mặt á, là 600 ngàn, còn thiếu là 700 ngàn. Nhưng bây giờ thiếu thì chú với chú Nguyễn trả trước 200, 3 tháng sau trả 200, là mỗi tháng trả 200 là nữa được 700 ngàn. Không mấy trả góp được hả? Trả góp. Ví dụ như các chú trúng thì cũng cho con với bà ngoại. Bây giờ có ai mua trả góp đâu. Nhưng mà mấy chú thì không có tiền thì đành mua trả góp rồi sao? Hả? Ha? Không được. Bây giờ các chú muốn... Chú mua héo rồi, không có bà nội, không có tiền lãnh số. Thì chú có trả mà mỗi chú trả góp mỗi ít. Không được. Bây giờ chú muốn ủng hộ con, mấy con thấy thương quá. Thì chú lấy hết nhiêu đây đưa con trước 200 ngàn, mai mốt chú qua chú trả. Hoặc là tháng sau trả lại. Ôi sao kỳ vậy? Con dám liều, con bỏ, con rửa mặt mà con bỏ 55 tờ mà con bây giờ bán thiếu có 66 tờ mà không được. Con có cho bán thiếu. Đấy, nói bà nội là chú Nguyễn ở đây quen, bán thiếu không sao đâu. Có gì chú Nguyễn trốn đi. Rồi sao, giờ có bán thiếu không? Bán thiếu đi rồi bao cho ăn tô phở. Sao nói ơi? Không. Ừ. Sao kỳ vậy? Không có tiền lãnh số. Ai lãnh, ai đi lãnh? Bà nội đi lãnh. Bà nội đi lãnh. Bà nội chia cho con mớ với bà nội mớ. À, bây giờ các chú sẽ chia với nhau ủng hộ cho con. Hết cái phần này. À, nãy giờ nghe con nhắc về nhiều về bà nội lắm. À, các chú cũng hiểu rằng là con rất là thương bà nội của mình. Muốn gần gũi bà nội của mình, mặc dù là rất nhiều người mà có ý định là nhận con làm con nuôi để mà gửi tiền cho bà nội. Có thằng kia ông nói về làm con chú đi, chú trở lên Sài Gòn rồi có gì mai mốt chú trở về thăm bà nội. Ừ. Mà con đâu có chịu đi đâu. Có nhiều người xin rồi nhưng mà bà nội không có cho. Ừ. Xin người ta nói cho bà nội lại nhiêu tiền? Có nhiều người nói cho nhiều tiền lắm mà bà nội không có chịu. Có chú Thanh thì trả 50 triệu, còn má Lộc thì trả 100 triệu. Ừ. Không ai cho, không nổi. Bây giờ chú Hồ với chú Nguyễn với chú Nhân ba chú là 300 triệu. Không. Ủa, sao không chịu? 300 triệu là nhiều tiền lắm á. Không đi. Giờ chịu cùng đi chờ cùng với các chú đi vô nhà không? Vô đâu? Các chú vô nhà bà nội. Không, bà nội các chú sẽ ủng hộ hết luôn ha Nguyễn ha. Anh em ủng hộ hết đi. Được bà không? Nội còn số nữa. Hãy vô bà nội thăm bà nội coi sao. Ha. Ok. Thì thôi chắc có lẽ là Bùi Hồ với lại anh Nguyễn An Giang thì cũng như em Nhân thì chân thành cô bác anh chị đã xem video clip đến thời điểm này, chắc có lẽ là để tìm hiểu cuộc sống gõ hơn về cuộc sống của bé Ngọc với bà nội của mình. Thì cùng với bé Ngọc sẽ vô nhà ha.